nha. Thế đâu? Đây, để cái gối vào đây. Để cái gối vào đây. Sang đây. Rồi. Ai ạ, thì đi. Thì đi lên đấm lưng cho chị nào. Nào. Nằm yên nha. Nằm yên. Sao á? Ngứa tai hả? Rồi con nằm xuống đi. Nằm xuống. Nào, nằm xuống. Nhìn đi. Đau quá à? Nằm xuống đây ông ấy massage cho Titi. Thế Titi nằm xuống đây. Đi nằm xuống đây. Ây da, chích chưa? Này. Thích nhỉ? Titi nào? Titi đấm lưng cho chị nào? Nhìn lên. Đi massage cho chị. Nào, tay nào. À, đi trốn rồi. Rồi con nằm xuống đi, con nằm xuống gối của con. Gối của con đâu? Con nằm xuống. Con nằm xuống. Nằm xuống đi. Nằm xuống. Đấy. Thích chưa? Thế con phải nằm xuống chứ, mẹ massage cho tí này. Nào. Thế hai mẹ con massage cho tí nhá. Đi nằm xuống đây. Nào. Đấy. Thích không? Nó nằm xuống đi. Ai. Ai. Bắp. Đây. Đây. Mắt cha. Cha. Đây, con nằm chị lên đây. Đó, nằm đây chào em nhỉ. Này, con nằm xuống đây, ngắm em chơi với em. Nằm xuống đây, vuốt đầu em này. Đó. Ô, con đâu, cẩn thận, ông cục đầu. Đó. Sướng nè. Nằm xuống. Con ngồi xịt xuống đây. Ngồi xịt xuống đây mẹ bỏ bố. À, Doraemon của con ấy nhờ. Nào con ngồi xịt ra đây mẹ bỏ bố cho con nào. Nào, nằm xuống đây con. Đây, nằm xuống đây. Rồi, con nằm đấy đi. À, chích nhờ. Nào, mắt trái cho con nha. Ôi giời, nằm như con ếch. Con nằm xuống con. À, ở đấy ạ. Rồi, tí mẹ cho con ra nhá. Con nằm xuống đi. Nằm xuống đi. Ừ, tí mẹ ta ra tôi chơi. Mẹ biết rồi, con nằm xuống đây. Con nằm xuống đây. Ba. Ừ. Chơi đi, ta chơi bóng đi. À, tức bà. Alo. Alo, cô Thắng hả? Em đang được mẹ massage nha. Em đang đi massage nha, thích lắm. Nè. Ừ, em đang đi massage nha. Anh Cún hả? Nào, cái gì? Con đẩy nhẹ thôi. Ui ui.
Nào, đẩy tiếp nào. Titi ngồi đây đây, chị đẩy cho. Titi ngồi đây đây, chị đẩy bóng nhá. Ôi, đây đây, ngồi đây đây. Đây đây. À. Đẩy nhẹ thôi, đẩy nhẹ thôi này. Đẩy nhẹ thôi, đẩy nhẹ, đẩy nhẹ này. Đây, đấy, đẩy như thế em mới bắt được chứ. À, alo, em bắt bóng giỏi quá. Nào, ngồi đây đây, bắt tiếp nào. Thủ môn nào. Đây. Bắt được rồi, alo, đẩy bóng lại đây nào. Rồi, Titi. Này, tiếp nào. Ngồi ra đây. Đấy nào, ôi dồi. Thủ môn mệt quá. Nhặt gấu đâu rồi? Cười mẹ xem nào. Đúng rồi, bóp chân cho mẹ nhỉ. Bóp chân cho mẹ. Em khỉ chứa. Thì chứa, ơi chứa. Chứa nhỉ? À, quả mát nhỉ? Thích ạ? À, chân em tì tì này. Và móng chân dài thế. Ngón chân dài thế. Titi không ngủ không? Không ngủ à? nằm xuống đây nó sao đó. À. Con xoa đầu em đi. Xoa đầu chị em. Em ơi. Tóc em mềm lắm. Tóc em mềm mới là mềm nhỉ. Mượt ơi là mượt. À, cái tai của em đúng rồi. Tai này để nghe đúng không? Dạ. Ừ, tai. Nào, Titi. Nào, bye bye.